receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, not bring me to judgment and condemnation, but through your loving mercy, be for me protection of mind and body and a healing remedy. Thank you.
The stars are brightly shining. Is this the night of our dear Savior's birth? Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Noel.
Grant, O Lord, we pray, that we may draw new vigor from celebrating the nativity of your only begotten Son, by whose heavenly mystery we receive both food and drink, who lives and reigns forever and ever. Please be seated. Xin kính mời ngồi. Your Eminence, Daniel Cardinal DiNardo, on behalf of all Vietnamese Catholics of the Archdiocese of Galveston, Houston, we wish you a very blessed Christmas filled with love, peace, and joys of our Savior, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you very much. I appreciate that. Many thanks. Thank you. We pray that the spirit of Christmas will continue to live in your heart all year long. Thank you. Thank you. Together with all priests, deacons, religious sisters and brothers, and all people of God, we are extremely grateful for your loving presence with us tonight as we celebrate the birth of our Savior, infant Jesus. You are our good shepherd. We publicly acknowledge and thank you very much for your continued love, support, and prayers for us. Thank you. Thanks, brother. And now, please accept our token of love and respect from all of us. The angels coming up, or do I go down to the angels? Yeah, they were coming up to you. I go down to the angels. Okay. That's fair enough. The angels are here. How beautiful. Angels, thank you very much. That's very kind of you. Merry Christmas to all of you, angels. Thank you very much. God bless you all. God bless. Thank you. Beautiful flowers from the angels. That's always good. Thank you, friends. Thanks, angels. Thank you. And may our Lord Jesus Christ bring many blessings to you, your loved ones, especially during this holy season and the year to come. Xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy sáu, quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đồng dân Chúa hiện diện để cử hành tham dự đại lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2013. Xin cảm ơn mọi người đã chung sức góp của để hoàn thành tốt đẹp trách vụ được trao phó. Nguyện xin Chúa Hải Nhi qua lời cầu bầu của Mẹ Thánh Ngài tiếp tục chúc lành trên tất cả chúng ta. Xin cầu chúc mọi thành phần dân Chúa mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân và vui hưởng năm mới an khang với nhiều thành quả tốt đẹp. Mừng Chúa Giáng sinh và chúc mừng năm mới. Merry Christmas and Happy New Year. Sisters and brothers, it's always beautiful each year to be able to celebrate the Christmas Vigil Liturgy here with the Vietnamese community. Thank you, Brother Priest, for coming here and celebrating to my brother permanent deacons, obviously to women religious, various communities here in the diocese, to the knights, to our servers, who I think a lot are seminarians tonight, are they not? They're here tonight. To our choir and musicians, sisters, thank you for helping us to sing God's praises. To the knights, thank you. But I especially want to thank our angels and Mary and Joseph there and all of our young people who are here tonight, because that's really crucial that our young people are present and that they are indeed drinking in the faith even as they grow. So young people, thank you as always. I want to see you here. God bless you. May God grant all of you a most blessed Christmas. Please stand for the blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads for the blessing. May the God of infinite goodness, who by the incarnation of his Son
has driven darkness from the world, and by that glorious birth has illumined this most holy night. Drive far from you the darkness of vice, and illumine your hearts with the light of virtue. Amen. May God, who willed that the great joy of his son's saving birth be announced to shepherds by the angel, fill your minds with the gladness he gives and make you heralds of his gospel. Amen. And may God, who by the incarnation brought together the earthly and the heavenly realm, fill you with the gift of his peace and favor and make you sharers with the church in heaven. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Vâng, Chúa. Trên đây chúng tôi có một số bông xin gửi lại đến quý ông bà và anh chị em có thể mang về nhà để cùng tiếp tục mừng đón Chúa Giáng sinh. Xin mời Liên hội các bà mẹ Công giáo lên bán bông lại cho quý vị, và đồng thời xin quý vị rộng lượng mở tay để gửi những món quà Giáng sinh về cho tất cả những trẻ em tàn tật, những người nghèo ở Việt Nam và những trẻ mồ côi. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là toàn bộ thánh lễ đại trào mừng Chúa Giáng sinh năm 2013 do Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Galveston Houston tổ chức tại George Brown Convention Center. Kính thưa quý vị, chương trình vừa qua chúng tôi đã truyền hình trực tiếp đến khán giả đồng hương. Chúng tôi ghi nhận bây giờ thánh lễ đã tạm xong và Đức Hồng Y Dinado, Tổng giáo phận, Tổng giám mục giáo phận Galveston Houston cùng với các linh mục Việt Nam và đã bắt đầu rời sân khấu để xong đại lễ.
Kính thưa quý vị, và chúng tôi ghi nhận nhiều ngàn đồng hương giáo dân cùng cộng đồng công gia dân Chúa cũng đã đến để tham dự thánh lễ đại trào ngày hôm nay. Và bây giờ sau chương trình gồm có hai phần, phần thánh ca vọng Giáng sinh do nhóm Sinh Vân cũng như là ca đoàn Thánh Martin cũng như là Dũng Lạc trình diễn trước khi mà thánh lễ đại trào thực hiện. Và sau một tiếng đồng hồ, chương trình thánh lễ đã được hoàn tất và khán giả đồng hương đã đang chuẩn bị ra về. Và kính thưa quý vị, và Hưng Yên đang đứng ngay tại Chalk Brown Convention Center để tường trình trực tiếp với quý vị thánh lễ đại trào vừa qua và trong không khí mừng Giáng sinh năm 2013. Kính chúc quý vị, kính chúc toàn thể khán giả đồng hương một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và bình an, và một năm mới nhiều thịnh vượng, nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Hưng Yên tường trình trực tiếp từ Chalk Brown Convention Center, thánh lễ đại trào mừng Chúa Giáng sinh 2013. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những tường trình lần sau.